Chắc chắn các bạn đã từng được nghe huyền thoại về con tàu Noah đã chiến thắng cơn đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Đối với những người theo Thiên Chúa Giáo và những ai đã từng đọc Kinh Thánh thì ắt hẳn đã thuộc lòng về truyền thuyết này. Kinh Thánh ghi chép trận đại hồng thủy xảy ra vì Chúa Trời nhận thấy đạo đức con người suy đồi quá độ nên muốn hủy diệt toàn bộ chỉ trừ một vài người. Noah là người được chọn. Ông được Chúa báo trước để đóng một con tàu thật lớn, đưa những người ông chọn lựa cùng các giống vật nuôi mỗi loại một cặp đực cái để duy trì sự sống. Tưởng chừng câu chuyện này chỉ là một truyền thuyết, một câu chuyện huyền thoại. Nhưng gần đây, nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng họ chứng minh được con tàu Noah đã thực sự tồn tại trong lịch sử. Đây thực sự là một thông tin gây sốc. Nếu như con tàu Noah thực sự tồn tại, thì phải chăng trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới cũng xảy ra? Nếu vậy, chúng ta sẽ phải có cái nhìn khác hoàn toàn về lịch sử. Lịch sử nhân loại có thể sẽ phải viết lại. Câu chuyện trong Kinh Thánh kể rằng, vào một ngày khi phải kiểm chứng những tội ác mà con người gây ra, Thượng Đế đã cảm thấy hết sức tức giận và hối hận vì mình đã tạo ra loài người. Ngài đã quyết định sẽ tạo nên một cơn đại hồng thủy để quét sạch hết thảy những mầm mống của tội ác. Lúc bấy giờ, ở trên mặt đất, có một người tên là Noah, có lòng dạ ngay thẳng nên Thượng Đế không nỡ giết hại và đã báo mộng cho ông ấy biết ý định của mình. Người khuyên bảo Noah hãy đóng một chiếc thuyền thật lớn để có thể chứa được tất cả những người thân của gia đình mình cùng với tất cả mọi loài động vật, nhưng mỗi loài chỉ được mang theo một cặp. Nghe theo lời Thượng Đế, Noah đã đóng một chiếc thuyền khổng lồ dài 156m, rộng 26m, cao 16m, được chia làm 3 tầng rồi đưa tất cả các loài động vật lên đó với mỗi loài chỉ có một cặp. Ngay khi thuyền được đóng xong và tất cả các loài đã lên được thuyền thì cũng là lúc cơn đại hồng thủy ập đến. Quả nhiên, nguồn nước ở vực sâu nứt ra, tràn ngập khắp nơi, một cơn mưa lớn và dữ dội kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng Đế đã hoàn thành việc trừng phạt loài người, mọi tội ác cùng với sự sống bị tiêu diệt trừ những sinh vật trên tàu Noah. Sau trận lụt kinh hoàng, nước rút dần khỏi mặt đất thì ông Noah thả một con chim bồ câu bay ra khỏi tàu xem tình hình bên ngoài. Lần thứ nhất, con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân vì nước chưa rút nên nó bay về lại tàu. 7 ngày sau, con bồ câu lại được thả ra lần nữa và lần này nó bay trở về trên mỏ ngậm cành lá ô liu tươi. Ông Noah biết là nước đã giảm xuống, mặt đất đã hòa bình vì Thiên Chúa đã thôi cơn thịnh nộ. Ông tiếp tục thả con bồ câu ra, lần này thì nó bay đi và không quay trở về nữa. Ngày nay, xuất phát từ truyền thuyết chiếc tàu Noah này, hình ảnh chim bồ câu ngậm cành lá là biểu tượng của hòa bình. Và thế là Noah đã đưa tất cả các sinh vật ra khỏi thuyền, trở lại mặt đất để tiếp tục sinh sống. Thượng Đế đã lập một giao ước với Noah và răn đe loài người rằng, các người hãy sinh sôi nảy nở để chám đầy mặt đất. Nhưng nhớ rằng, hễ các người còn tàn ác và máu người khác vẫn còn chảy thì máu của các người cũng sẽ phải chảy. Truyền thuyết về trận đại hồng thủy và con thuyền Noah không những chỉ ghi chép trong Kinh Thánh, mà ngay cả trong kho sách cổ nhất được khai quật tại thủ đô Nineveh của đế quốc Assyria cổ đại cũng có ghi chép chuyện tương tự trong bản đất sét đã tìm được. Từ thời cổ đại, con người đã tìm kiếm hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, hòng tìm ra nơi chiếc thuyền Noah trong truyền thuyết đã neo đậu. Vào thời cổ đại, nhiều đoàn thám hiểm lên đường tìm kiếm tàn tích của thuyền Noah. Họ chọn vô số các dãy núi để thám hiểm ở vùng cận đông. Một trong số này là Pir Omar Gran, thời xưa gọi là núi Nisr, nằm gần Kirkuk ở Iraq, Mesopotamia cổ đại, phía đông quê hương của người Assyria cổ ở dãy Zagros. Nhưng phải đến khi nhà nhiếp ảnh gia Ron Wood công bố bức ảnh một mỏm núi hóa thạch giống hình chiếc thuyền Noah vào ngày 5 tháng 9 năm 1960 trên tạp chí Life thì nó mới được mọi người thực sự chú ý đến. Đây có thể coi là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về con thuyền Noah. Năm 1977, chính Ron Wood cùng một đoàn thám hiểm lên đỉnh Ararat và khẳng định nơi chụp bức ảnh đó chính là con thuyền Noah. Gần đây, khi một nhóm gồm 15 nhà nghiên cứu người Hồng Kông và Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thám hiểm trên đỉnh núi Ararat, họ đã tìm thấy 7 gian phòng làm bằng gỗ lớn nằm chôn vùi dưới tuyết ở đỉnh núi Ararat tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những kiểm tra ban đầu cho thấy,
niên đại của những mảnh vụn được tìm thấy là khoảng 4.800 năm trước. Đây cũng là thời điểm mà chiếc thuyền Noah huyền thoại tồn tại được miêu tả trong Kinh Thánh. Kết cấu gỗ này vẫn dùng mộng chứ không dùng đinh, điều đó chứng tỏ nó rất cổ xưa. Trong khoảng 100 mét xung quanh kết cấu gỗ có rất nhiều khúc gỗ nằm rải rác. Từ đó có thể dự đoán rằng kết cấu gỗ này được bao phủ bởi băng và đá núi lửa trong một thời gian rất dài. Không chắc chắn 100%, nhưng chúng tôi nghĩ cũng phải 99% đó chính là chiếc thuyền của Noah. John Winchell, một thành viên trong đoàn thám hiểm, phấn khởi nói. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, Thống đốc tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới rằng Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Atatürk, cơ quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000 mét so với mực nước biển là con tàu của Noah. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, một báu vật quốc gia của họ. Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy Đại Hồng Thủy và con tàu Noah thực sự tồn tại. Họ thực hiện nhiều nghiên cứu để có cơ sở cho tuyên bố trên. Phần đầu tiên của cuộc nghiên cứu là kiểm tra và đo lường kích thước của vật thể được cho là con tàu Noah. Một đầu nhọn là mũi tàu, còn đầu kia bo lại là đuôi tàu. Khoảng cách từ mũi đến đuôi là gần 160 mét. Trên mạn phải của con tàu, gần đuôi, có 4 thanh lồi ra khỏi phần đất bùn, cách đều nhau, được xác định là các sườn khung của thân tàu. Đối diện với chúng, ở bên mạn trái, có một thanh sườn cũng lồi ra khỏi đất bùn. Gỗ của con tàu đã bị hóa thạch, các chất hữu cơ đều đã bị thay thế bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù và dấu vết của các thanh sườn tàu. Gỗ đều đã hóa thạch và xói mòn từ rất lâu trước đó, nhưng chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy hình dáng uốn cong của nó. Xung quanh đó là rất nhiều sườn khung khác, phần lớn bị chôn vùi trong đất. Kiểm tra kỹ đều có thể thấy được. Mắt người chỉ nhìn được vật thể nhờ ánh sáng phản chiếu từ nó để nhận ra những vật thể nằm bên dưới mặt đất. Các nhà khoa học sử dụng sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Kỹ thuật này thường được dùng để xác định vị trí đầu mỏ và các khoáng chất khác. Thiết bị để làm việc này được gọi là radar xuyên đất hay máy GPR. Kết quả radar scan, radar ngầm đã giúp xác định rõ các cấu trúc bên dưới mặt đất. Chúng hoàn toàn đối xứng và có bố cục rất hợp lý. Đây là những kích thước chính xác như được mô tả của con tàu trong Kinh Thánh. Bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa thạch này, người ta tìm thấy dấu vết của những cây đinh sắt. Kiểm tra cho thấy phần keo dán rỉ ra từ các lớp gỗ dán bên ngoài của mẫu vật từng được phủ một lớp nhựa đường cũng đã hóa thạch. Kết quả phân tích cây đinh sắt bên trong mẫu gỗ cho thấy nó được làm bằng một loại hợp kim trong thành phần có chứa cả nhôm, chứng tỏ thời đó nhân loại đã có công nghệ rất cao. Cách con tàu vài cây số, người ta tìm thấy nhiều khối đá rất lớn, một số dựng đứng trong khi số khác nằm dài trên mặt đất. Những khối đá này có khối lượng lên đến cả tấn và có lỗ xuyên qua thân mình. Các nhà nghiên cứu đã công nhận rằng chúng là những cái neo, còn những cái lỗ là để buộc dây thừng. Nói cách khác, đây chính là những tảng đá mỏ neo. Tuy nhiên, nhà khảo cổ David A. Lundell lại đưa ra bằng chứng khác về nơi con tàu Noah kết thúc. Theo Dill, nó đã hạ cánh trên một ngọn núi có tên là núi Mesa. Nó cách núi Ararat 43 km về phía nam. Dill tin rằng, dựa trên cách sử dụng từ ngữ và những câu chuyện từ các văn bản cũ như Sử thi Gilgamesh, rằng con tàu Noah lần đầu tiên hạ cánh trên ngọn núi này ở một vị trí cao 7.400m. Anh ấy nghĩ rằng Noah và gia đình đã xây dựng thành phố đầu tiên sau trận lụt lớn, tên là Mesa Nusuan, ngay tại đó bằng cách sử dụng các bộ phận của con tàu. Nhưng thời gian trôi qua, những thứ như động đất và mưa đã khiến con tàu di chuyển xuống núi và nó để lại dấu vết trên đường đi xuống. Ý tưởng của Dill rất chi tiết. Ông ấy nghĩ rằng những người sống sót sau trận lụt đã sử dụng những gì còn sót lại của con tàu để xây dựng ngôi nhà mới của họ. Họ sử dụng gỗ từ con tàu để làm nhà và dùng nhựa đường để giữ cho mái nhà không bị dột. Ngoài ra, còn có điều đặc biệt về ngọn núi này. Nó có hai đỉnh trông giống như một bức tường, được gọi là bức tường thiên đường. Điều này được đề cập trong Sử thi Gilgamesh và được cho là nơi con tàu Noah dừng lại lần đầu tiên. Dill đã tìm thấy một số bằng chứng cho lý thuyết của mình khi khám phá khu vực này vào năm 1996 và 1997. Ông đã tìm thấy những địa điểm cũ nơi con người sinh sống và nhìn thấy bức tường thiên đường được nhắc đến trong Sử thi Gilgamesh.
Điều cũng xem xét những bức tranh cũ và những bức tượng thể hiện các nhân vật trong câu chuyện sáng thế ký trong Kinh Thánh. Đặc biệt, tập trung vào một người phụ nữ tên là Namat, người có liên quan đến ngọn núi nơi con tàu được cho là đã hạ cánh. Mặc dù ý tưởng của Điều rất thú vị và anh ấy có rất nhiều chi tiết cũng như lý do cho lý thuyết của mình, nhưng đó chỉ là một trong nhiều ý tưởng về nơi con tàu của Noah đã có thể kết thúc. Như đã nhắc đến ở trên, kích thước của con tàu tương đương với độ dài khoảng 156m, rộng 26m và cao 16m. Đây là kích thước không tưởng vào khoảng 5.000 năm trước đối với một con tàu. Một số nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng con tàu không được thiết kế để ra khơi mà được chế tạo giống như một chiếc xà lan nhằm bảo vệ những người ở bên trong và để nó có thể nổi trên mặt nước. Liệu đóng một con tàu khổng lồ như vậy có khả thi? Công viên chủ đề Ark Encounter thuộc bang Kentucky, nước Mỹ hiện đang sở hữu kỷ lục là kiến trúc độc đáo làm từ gỗ lớn nhất trên thế giới. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết của trận đại hồng thủy, công viên chủ đề Ark Encounter đã lên ý tưởng và cho xây dựng dự án kiến trúc có 102. Đó chính là dự án phục dựng chiếc thuyền Noah khổng lồ với phần khung được làm hoàn toàn bằng gỗ. Dự án đặc biệt này chính thức được bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 bởi Ken Ham. Ông chính là người sáng lập Answers in Genesis, tổ chức đứng đằng sau dự án phát triển công viên Ark Encounter. Công trình bằng gỗ này được xây dựng theo đúng kích thước thật của chiếc thuyền Noah trong truyền thuyết. Chính vì thế mà nó có kích thước khổng lồ, cao tương đương một tòa nhà 7 tầng và dài gấp rưỡi một sân vận động. Đặc biệt, để hoàn thành phần khung được làm hoàn toàn bằng gỗ cho công trình đồ sộ này, 10 người thợ lành nghề Amis đã phải sử dụng phương pháp của riêng họ để uốn cong gỗ cũng như việc tạo hình cho con thuyền. Được biết, để hoàn thành chiếc thuyền, đã có đến 7.800 mét khối gỗ được sử dụng. Nhằm tái hiện cuộc sống của Noah cũng như các loài vật trên thuyền, những thợ thủ công cũng đã thiết kế không gian bên trong thuyền sao cho chân thực nhất bằng việc sử dụng những mô hình động vật được chế tác một cách khéo léo, tinh xảo và vô cùng sinh động. Đến với công viên chủ đề Ark Encounter, khách tham quan không chỉ cảm thấy choáng ngợp trước một công trình có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn có cơ hội hiểu rõ thêm về nguồn gốc của con thuyền Noah, cách mà các loài vật tồn tại trên thuyền cũng như nhiều kiến thức vô cùng thú vị và bổ ích khác. Bên trong tàu sẽ trưng bày nhiều loại động vật khác nhau, các bức tượng sáp mô phỏng lại gia đình của Noah cũng như các giả thuyết về sự hình thành và tồn tại của thế giới. Theo như đức tin của những người đạo Cơ Đốc thì chính Chúa mới là người tạo ra vạn vật trên trái đất, trong đó có cả loài khủng long vào 6.000 năm trước. Điều này trái ngược hẳn với những nghiên cứu khoa học cho rằng loài khủng long đã bị tuyệt chủng vào 65 triệu năm trước khi con người xuất hiện. Toàn bộ ý tưởng là tái hiện lại câu chuyện về con tàu Noah trở thành thứ mà bạn có thể nhìn thấy, chứ không phải những thứ chỉ có thể nghe và đọc về nó. Rõ ràng, Ken Ham đã chứng minh việc đóng một con tàu khổng lồ như con tàu Noah là hoàn toàn khả thi, nhưng là khả thi trong thời điểm hiện tại. Nếu 5.000 năm trước, con người đã có thể đóng một chiếc tàu khổng lồ như vậy, thì liệu rằng có một nền văn minh tiên tiến nào đó đã tồn tại ở thời điểm này? Chúng ta hãy tìm hiểu trong phần tiếp theo. Để củng cố cho giả thuyết con tàu Noah có thật, có lẽ chúng ta nên chứng minh một sự kiện từng xảy ra, đó là trận đại hồng thủy. Vậy bằng chứng nào chứng minh cho một trận đại hồng thủy đã từng xảy ra? Trận đại hồng thủy được mô tả trong các truyền thuyết của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ vùng châu thổ Lưỡng Hà, Nigeria đến Trung Quốc, nhưng lại giống nhau đến không ngờ. Nội hàm gì ẩn đằng sau câu chuyện về một sự kiện từ thời viễn cổ trên quy mô toàn thế giới? Nó đã đặt ra cho nhân loại thật nhiều hoài nghi và giả thiết. Giống như trong nhiều nền văn hóa khác nhau, các văn bản cổ đại nói rằng nền văn minh Trung Quốc bắt đầu do một trận đại hồng thủy. Gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về một trận lụt lớn của sông Hoàng Hà, cung cấp manh mối về triều đại nhà Hạ, triều đại đầu tiên của Trung Quốc. Truyền thuyết nói rằng có một trận lụt lớn có sóng cao bằng tòa nhà 30 tầng và nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó, thậm chí lật đổ những ngọn núi và không bao giờ dừng lại. Trận lụt này gắn liền với truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy cách đây 4.000 năm. Chuyện kể rằng Đại Vũ hay còn gọi là Hạ Vũ đã chế ngự được dòng sông Hoàng Hà hung hãn bằng cách nạo vét lòng sông và nắn dòng chảy. Ngoài ra, thay vì xây các đập tràn lớn, Đại Vũ chủ trương xây dựng hệ thống kênh thủy lợi để tiêu lũ vào các cánh đồng. Nhờ vậy, mức độ phá hoại của các cơn lũ đã giảm rất nhiều và nông nghiệp cũng phát triển trở lại.
người dân đã tôn sùng Đại Vũ như người nắm giữ thiên mệnh để chống lại các thảm họa tự nhiên và sau đó, ông đã thành lập một nhà nước thống nhất Trung Quốc có tên là Nhà Hạ. Tất nhiên, câu chuyện 4.000 năm tuổi này chỉ là một huyền thoại đối với một số người, nhưng các nhà nghiên cứu gần đây cho biết nó có thể không phải là một huyền thoại. Sau khi quan sát khu vực hẻm núi Tích Thạch, sông Hoàng Hà, các nhà địa chất tuyên bố rằng có một trận lở đất cổ tạo ra một con đập cao khoảng 200m. Con đập đã chặn dòng sông và kết quả là tạo ra một hồ nước dâng cao trên mực nước sông hiện tại. Nhiều tháng sau, khi nước làm vỡ đập, nó đã tạo ra một trận lụt lớn phá hủy mọi thứ trên lộ trình. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các trầm tích như bằng chứng cho một trận lũ đã dâng cao tới 50m so với mực nước sông. Việc xác định niên đại trầm tích chính xác sau đó tiết lộ gần đúng về ngày xảy ra trận lụt là khoảng vào năm 1920 trước Công Nguyên. Vì vậy, có thể rằng trận đại hồng thủy đã xảy ra vào thời điểm đó và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Một nghiên cứu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, gần đây đã ghi nhận bằng chứng cho thấy mực nước đã dâng cao rất nhanh khoảng 12.000 năm trước. Phát hiện này có thể viết lại toàn bộ lịch sử địa chất. Sau khi nhìn vào hình ảnh vệ tinh, họ tìm thấy bằng chứng mực nước rút xuống ở thời điểm 12.000 năm trước. Trong cùng thời gian đó, cực trái đất dịch chuyển rất lớn, gây ra sự dịch chuyển của các tảng băng trôi trong thời kỳ kỷ băng hà cuối cùng. Điều này cho thấy có thể đã có một trận lụt lớn xảy ra hàng ngàn năm trước. Nguyên nhân là do cộng hưởng từ của trái đất thay đổi dẫn đến cực trái đất dịch chuyển. Nước từ các sông băng tan chảy bắt đầu đổ về các đại dương thế giới, gây nên lũ lụt trên toàn thế giới. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rất nhiều cấu trúc khổng lồ chìm đắm dưới nước. Ví dụ, tìm thấy một thành phố ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ trong vịnh Cambay. Thành phố có tuổi thọ 10.000 năm và chìm ở độ sâu 39m dưới nước. Ngư dân trong khu vực trước đây cho biết họ nghe thấy những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác về một thành phố dưới nước trong khu vực, nhưng không ai tin hoặc quan tâm điều tra. Cho đến khi Viện Công nghệ Đại dương Quốc gia Ấn Độ thực hiện khảo sát ô nhiễm môi trường, các nhà khoa học mới tìm thấy những cấu trúc khổng lồ dưới đáy đại dương tại đó. Các cấu trúc được thử nghiệm carbon và có niên đại khoảng 10.000 năm. Như đã đề cập ở trên, các thành phố dưới nước tương tự được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra các vết bánh xe, ví dụ như ở quần đảo Manta, nơi các dấu vết bánh xe trông giống như chúng cố tình lao xuống từ vách đá hoặc lên xuống những dặng núi rất dốc, và một số thậm chí dẫn ra khỏi đảo, xuống biển và tiếp tục đi sâu xuống nước. Đến nay, họ vẫn chưa tìm ra ai đã tạo ra các vết bánh xe đó và tại sao. Thêm một bằng chứng khác, vào năm 1922, nhà khảo cổ người Anh Leonard Gould bắt đầu tiến hành đào bới, khảo sát khu vực sa mạc Lưỡng Hà nằm giữa Baghdad và Vịnh Ba Tư. Kết quả là phát hiện di chỉ thành Ur thuộc vương quốc Sumer cổ đại và tìm thấy mộ của vua chúa trong thành này. Gould và những người trợ giúp của ông cũng phát hiện ra một tầng đất sét trầm tích bên dưới ngôi mộ. Tầng đất sét dày 2m này từ đâu mà có? Sau khi nghiên cứu phân tích số đất sét, Gould cho rằng chúng thuộc về lớp phù sa trầm tích sau một trận lũ lớn. Ông cũng nhận định là phát hiện này đã chứng minh một sự kiện từng xảy ra, trận đại hồng thủy trong lịch sử theo truyền thuyết cổ Lưỡng Hà. Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng bia đá cổ của người Sumer mang đậm tính truyền thuyết hơn là tài liệu lịch sử. Nhưng dù sao, chi tiết về trận lũ quét qua được ghi lại trên bia đá cổ là một minh chứng khác cho niềm tin của người Sumer về trận đại hồng thủy trong lịch sử. Truyền thuyết của người Sumer còn tương hợp với trường ca Gilgamesh được tìm thấy trên một tấm bia của người Assyria, một nền văn minh xuất hiện khoảng 2.500 năm trước Công Nguyên. Câu chuyện của người Assyria cũng miêu tả những trận ôn dịch khủng khiếp hoành hành và một trận đại hồng thủy xảy ra. Dấu tích về một trận lụt cũng xuất hiện ở khu vực Biển Đen. Chủ đề này bắt đầu như một lý thuyết của hai nhà nghiên cứu Đại học Columbia. Theo họ, thực sự có một trận đại hồng thủy đã xảy ra ở vùng Biển Đen. Họ nói rằng Biển Đen đã từng là một hồ nước ngọt được bao quanh bởi đất liền cho đến khi nó bị ngập lụt. Lực của nước rất mạnh và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Để điều tra tính vững chắc của lý thuyết, Robert Ballard của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, người nổi tiếng vì khám phá ra tàu Titanic, đã quyết định tìm kiếm tàn dư của trận lụt.
Ballard và nhóm của ông đã tìm thấy một bờ biển cổ xưa nằm ở độ sâu 120 mét dưới mặt nước Biển Đen. Nhóm nghiên cứu của ông cũng đã khai quật được các mảnh hóa thạch của những chủng loại sinh vật nước ngọt đã tuyệt chủng. Các loài này có niên đại từ 7.000 đến 15.000 năm trước. Việc ấy chứng tỏ rằng điều gì đó đã xảy ra ở Biển Đen. Sau khi xác định bờ biển này bằng phương pháp carbon, Ballard nói rằng có một sự kiện đã xảy ra trong khu vực này vào khoảng 5.000 năm trước công nguyên. Các chuyên gia tin rằng đó là thời điểm xảy ra trận lũ lụt của Noah trong Kinh Thánh. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Có phải một trận đại hồng thủy toàn cầu thực sự tồn tại và phá hủy gần như toàn bộ thế giới hay không? Nếu tìm hiểu xa hơn Kinh Thánh, nhân vật Noah thực chất đã xuất hiện trong những tư liệu từ nền văn minh Lưỡng Hà. Thời đại này là lúc họ phác thảo ra câu chuyện tương tự như trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Noah ở đây được gọi là Jilsudra. Sau thời đại đó, đến những người Babylon, họ ghi lại một câu chuyện tương tự trong lịch sử. Noah ở đây có tên là Unapistim, được cảnh báo về một trận bão lớn và xây dựng một chiếc thuyền lớn chia làm 6 phần. Đại khái là nhân vật này xuất hiện trong nhiều tư liệu của các vùng miền khác nhau với những cái tên khác nhau. Các nhà khoa học cho rằng có lẽ các câu chuyện đều được xây dựng dựa trên thực tế và nó xảy ra ở khu vực các con sông Tigris, Euphrates. Thực tế thì họ có cơ sở khi tìm ra bằng chứng về trận lụt lớn ở vùng này có niên đại khoảng 2.900 năm trước công nguyên. Trận lụt này đã làm xóa sổ một thành phố. Sau nhiều giả thuyết và nghiên cứu được đưa ra thì các nhà khoa học cho rằng Noah có thể là một thương gia rất giàu có. Ông ta có khả năng chuẩn bị một chiếc thuyền to để chống chọi với lũ. Qua nhiều thế hệ truyền miệng, cuối cùng Noah trở thành một huyền thoại với nhiều chi tiết thêm thắt trong đạo Kitô, Do Thái, Đạo Hồi. Có lẽ vì mục đích tín ngưỡng mà ông đã được miêu tả với đặc trưng của mỗi tôn giáo. Trong Kinh Thánh, Noah được miêu tả như một người công giáo mẫu mực, con chiên ngoan của Chúa, là điểm sáng trong một thế giới đầy tội lỗi. Và sự sống sót của ông là do tính cách ngay thẳng và lựa chọn của Chúa. Trong Kinh Quran, Noah được gọi là Nớt. Ông là một trong năm nhà tiên tri của Hồi giáo. Cuốn sách của Surat nói, Noah như một vị tiên tri của Chúa báo trước cho hàng xóm của mình về sự nguy hiểm sẽ xảy ra nếu họ không sống tốt hơn. Ngoài những điểm khác biệt này thì câu chuyện về Noah trong mọi tài liệu đều khá tương đồng. Đỉnh Ararat và Judi là hai đỉnh núi được nhắc đến trong hai tôn giáo. Cho đến nay, vẫn nhiều người tin rằng chiếc tàu còn tồn tại trên một trong hai đỉnh núi đó. Theo bạn, sự kiện Đại Hồng Thủy và con tàu Noah có thật sự tồn tại? Hãy chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận và cùng nhau làm sáng tỏ những bí ẩn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.